Hello, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Ngọc Cảnh Nguyễn. Ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn thông tin vô cùng hot. Jack đã xuất hiện sau một tháng vắng bóng. Thái Vũ Pháp TV là ai mà cả gan cả khịa khe ai xem cực mạnh? Vào tối qua ngày 8 tháng 1, trên trang cá nhân của mình, Jack đã chia sẻ hình ảnh đầu tiên của bản thân kể từ ngày xảy ra mâu thuẫn với KICM và ekip quản lý. Trong ảnh, nam ca sĩ khá gầy gò, mắt đỏ và để lộ ra vẻ mệt mỏi. Anh viết, nhớ quá. Phía dưới bức ảnh, Jack đã viết thêm, long lanh, đỏ đỏ, tại ai? Người hâm mộ đã liên tục bình luận ủng hộ và hỏi thăm sức khỏe của Jack. Giọng ca gốc Bến Tre đã trả lời người hâm mộ một cách vui vẻ. Nhiều người đoán tình trạng của anh đã tiến triển tốt hơn. Vài ngày trước, diễn viên Thái Vũ cũng chia sẻ hình ảnh chụp chung với Jack trên trang cá nhân với dòng chú thích. Làm nhạc gì tầm này nữa, đi diễn hài cho bảnh em ạ. Đây cũng là một trong những người đầu tiên lên tiếng bênh vực Jack sau khi sự việc nổ ra. Tiết lộ với Zing.vn, Virus cho biết chủ nhân của hit sóng gió vẫn giữ kín thông tin cá nhân. Mỗi lần gọi điện đều sử dụng một số điện thoại mới và hạn chế gặp người quen. Vì vậy, mỗi thông tin, hình ảnh mới về nam ca sĩ đều thu hút được sự quan tâm lớn từ phía của người mộ. Theo nhiều nguồn tin thân cận, sức khỏe của Jack vốn khá yếu. Thời điểm trước khi ra mắt MV sóng gió, nam ca sĩ đã từng ngất xỉu vì kiệt sức ngay sau khi biểu diễn tại sự kiện. Vụ ồn ào giữa Jack và công ty quản lý ICM vẫn chưa đi tới hồi kết, thế nhưng có khá nhiều người nổi tiếng trong showbiz, giới streamer đứng ra bênh vực G97. Trong đó không thể không kể đến cái tên Thái Vũ. Vậy, Thái Vũ Pháp TV là ai? Là người đầu tiên lên tiếng bênh vực Jack giữa lúc mọi scandal đều hướng về chàng trai ca sĩ gốc Bến Tre, Thái Vũ Pháp TV đã nhận được rất nhiều sự cảm mến từ FC Đóm nói riêng và khán giả Việt Nam nói chung. Tiểu sử về cuộc đời của anh chàng này cũng ngoằn nghèo, không kém gì cậu em trai Jack của mình. Cách đây ít giờ, cộng đồng mạng không khỏi quan tâm và chú ý đến poster được chính Thái Vũ, nhóm Hài Pháp TV chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Theo đó, nam diễn viên đã giới thiệu với người hâm mộ dự án mới của nhóm có tên là Thế Phong Tình. Tuy nhiên, mọi sự chẳng có gì là đáng nói nếu như poster này trùng khớp đến 99% poster MV Hoa Vô Sắc từng được ra mắt của Jack và KICM. Điều này đã khiến cho cộng đồng mạng đặt ra nghi vấn, liệu rằng anh chàng Thái Vũ có đang dụng ý gì trong sản phẩm này hay hoàn toàn chỉ là sự trùng hợp? Đó phải chăng là một sự cả khịa cực mạnh? Trước những ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng, Thái Vũ đã nhanh chóng có lời đáp trả dưới phần bình luận của mình. Theo anh cho biết đây hoàn toàn chỉ là sự trùng hợp, chứ không phải là có ý định cả khịa một ai. Trước đó, trong câu chuyện lùm xùm giữa Jack và công ty, Thái Vũ là người đã lên tiếng bênh vực giọng ca sóng gió rất nhiều trên trang cá nhân của mình. Anh cũng không ngần ngại dành tình cảm cho KICM và cho rằng cả hai đều có nỗi niềm riêng. Với tình cảm của Thái Vũ dành cho hai chàng nghệ sĩ trẻ, chưa biết là mục đích thực sự khiến cho poster dự án của Thái Vũ giống tới 99% poster MV Hoa Vô Sắc như vậy. Nhưng điều này cũng khiến cho nhiều người không khỏi tò mò. Mới đây thì Thái Vũ đã up một status với bức ảnh chụp chung với Jack và thông báo: em tôi rủ tôi làm nhạc chung, tôi nói không. Cũng như là một lời thông báo tới FC Đóm rằng thần tượng của mình đã hoàn toàn ổn định. Thái Vũ khẳng định tình tiết được nhắc đến trong clip do anh đã từng làm ra là do chính người em thân thiết bị bóc lộ sức lao động kể lại. Anh sẽ không nhắc tên bất kỳ một ai trong câu chuyện, nhưng mọi người nghe cũng đủ hiểu nhân vật là ai. Bởi nhân vật mẹ nuôi trong câu chuyện rất danh ma và anh có thể sẽ bị mất kênh YouTube hay là bị trả thù trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, ít ai biết rằng Thái Vũ Pháp TV cũng chính là cậu thanh niên nhận được nút kim cương YouTube đầu tiên tại Việt Nam. Cuộc đời của anh cũng lắm drama không kém cậu em trai của mình. Nam diễn viên hài Thái Vũ đình đám của nhóm Pháp TV tên thật là Phạm Đình Thái Vũ, sinh năm 1991 tại thành phố Hồ Chí Minh, xuất thân là một rapper đầy nhiệt huyết. Là một trong những thành viên của nhóm Pháp TV cùng với Huỳnh Phương, Huỳnh Như, Vinh Râu, Ruby Sachi. Một chàng trai đầy nghị lực với ước mơ to lớn là trở thành một nghệ sĩ hài chân chính bằng chính thực lực của mình. Với nét duyên của mình, Thái Vũ cùng với những người bạn diễn của mình đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng của người hâm mộ với hàng loạt video hài hước. Trong đó, phải kể đến series để đời với tên gọi là Cơm Nguội. Câu chuyện về chàng trai nỗ lực vì ước mơ trở thành diễn viên của chính mình. Thông điệp mà bộ phim ngắn này muốn nói đến chính là may mắn sẽ luôn mỉm cười với bất cứ một ai nếu như bạn dám ước mơ, dám nghĩ những điều lớn và dám thực hiện nó. Trọn bộ series hài đề tài Cơm Nguội lần này của nhóm Pháp TV được đón nhận nhiệt tình, dường như trở thành một món ăn tinh thần của các bạn trẻ ở mỗi tuần. Trong phim, Thái Vũ đóng một vai chàng trai nghèo với ước mơ trở thành một trong những diễn viên nổi tiếng. Nhưng chế cho thay, cuộc đời của anh lại gặp những điều không may mắn, xui xẻo liên tục đến với anh chàng này. Tuy nhiên, không ngần ngại vươn lên sau những nỗ lực chính để thay đổi bản thân mình, cuối cùng chàng trai ngày nào cũng được thần may mắn mỉm cười.
Một ngày nọ, Tài Vô đã trúng thưởng một chiếc xe SH1 từ một chương trình quay số trúng thưởng may mắn của hãng Kichi Kichi. Cũng chính kể từ đây, cuộc đời của nam diễn viên hài cũng bắt đầu chuyển tiếp sang một trang mới. Cuối cùng, với những nỗ lực hết mình của bản thân, Thái Vũ đã vươn lên để trở thành một nam diễn viên được nhiều người hâm mộ biết đến. Thái Vũ nói không quá, chính là công thần khai quốc của Pháp TV. Hồi đầu thành lập, Pháp TV đã gặp vô vàn những khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Để duy trì nhóm, đôi khi các thành viên bỏ cả tiền túi của mình để có kinh phí sản xuất thực hiện những clip hài. Ít ai biết rằng, sau hơn 5 tháng hoạt động, Pháp TV mới nhận được 100 đô đầu tiên từ YouTube. Khi phát lương, mỗi người được 50.000 đồng, còn hơn 1 triệu để quay clip tiếp, ăn uống và thuê bối cảnh trong một ngày. Hồi đầu thành lập nhóm, ai cũng đều là người đơn bóng lẻ chiếc FA, cho nên nhóm đã nghĩ ra một cái tên khá đa nghĩa, đó là FAP, có nghĩa là viết tắt từ Favor Alone People hoặc là Funny Action Program cũng được. Từ con số 4 người ít ỏi ban đầu, hiện nay Pháp TV đã nâng lên số thành viên là 50 người và hứa hẹn sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai. Nói về nhóm, Thái Vũ tự hào. Pháp là một gia đình bự, là gia đình thứ hai của Thái Vũ. Trong đó có những người anh em sống với nghề rất tâm huyết. Thái Vũ được sống trong sự chia sẻ và phương diện của cuộc sống, cá nhân lẫn công việc. Tâm sự với con đường đến với nghề diễn, Thái Vũ chia sẻ. Hồi mới vào nghề, Thái Vũ cũng không biết là mình có năng khiếu hay không, cũng không có dự định là một diễn viên. Cái duyên cứ như vậy đến với mình một cách tự nhiên. Trước câu hỏi, mình có phải là người nổi tiếng hay không, Thái Vũ đã khiêm tốn trả lời rằng chuyện nổi tiếng Thái Vũ chưa dám nhận, mà chỉ dám nhận mình may mắn được nhiều người biết đến mà thôi. Nam diễn viên sinh năm 1991 đã chia sẻ, một người thầy của tôi nói, diễn viên muốn người ta nhớ tới, hoặc là phải đẹp xuất sắc, hoặc là phải xấu xuất sắc. Giữa một rừng người ai cũng trắng, có tôi thì đen, đi đâu người ta cũng nhận ra tôi. Có ngày ra đường, người này người kia vẫy gọi tôi, a à, Thái Vũ kìa, tôi gãi đầu cười, dạ tôi nè, thế là vui lắm, hạnh phúc với người đi diễn chỉ đơn giản là như vậy. Thái Vũ bộc bạch, anh có gia đình và có nhiều khán giả luôn ủng hộ mình, đó là động lực để cho anh theo đuổi công việc, gặp không ít khó khăn và áp lực này. Nhiều khán giả trẻ thấy Thái Vũ ngoài phố là chạy tới xin chụp hình chung. Mẹ của Thái Vũ thích xem phim anh đóng và gần như là không bỏ qua một tập nào, dù là phim hài, phim mọc đường hay là phim tình cảm. Trong khi vợ của Thái Vũ kiên quyết chỉ xem phim hài mà bỏ qua phim tình cảm của chồng mình đóng. Lý do dễ thương là cô ấy ghen, không muốn nhìn thấy tôi ôm ấp hay là có tình ý với cô gái nào khác. Nhưng chỉ ghen như vậy thôi, vì yêu cho nên mới ghen, chứng tỏ là vợ mình còn yêu mình nhiều nhiều. Thái Vũ hiện nay đang bận rộn cho nhiều dự định kế hoạch sản xuất phim cuối năm. Chàng rapper Zano cho biết anh sẽ còn làm phim lâu dài, chưa nghĩ tới từ bỏ. Chúng tôi yêu và sẽ gắn bó với nhóm hài của mình. Đến khi nào mà mọi người không còn ủng hộ chúng tôi nữa, chúng tôi vẫn làm phim và đăng lên YouTube. Khi phóng viên hỏi đùa anh rằng, trong gia đình nhỏ của mình, anh hay là vợ gây gớm hơn? Thái Vũ vừa cười vừa nói, tôi hiền, vợ hơi dữ. Anh còn cho biết thêm, vì đặc trưng của công việc cho nên đôi khi cũng về nhà muộn giờ. Thỉnh thoảng tôi đi quay về muộn, vợ có giận dỗi nhưng năn nỉ một chút là xong. Anh cũng thừa nhận bản thân có tính xấu là đôi lúc hay trốn vợ để đi nhậu với bạn bè. Nếu như gọi thì thỉnh thoảng nói dối là công ty có việc gấp. Nói vậy thôi, vợ tôi rất hiểu và thông cảm cho công việc của tôi, Thái Vũ cho biết. Khi được hỏi, bắt buộc để nói một câu với vợ, anh sẽ nói câu gì? Thái Vũ trả lời không cần suy nghĩ, anh yêu em. Trong cuộc trò chuyện của mình, khi kể về Yến Phụng, vợ của Thái Vũ, anh luôn luôn thể hiện thái độ trân trọng, niềm tự hào và tình yêu tràn đầy với người vợ. Thái Vũ cho biết thêm, gia đình chuẩn bị đón chờ một thành viên mới và anh cũng đang ráng làm để mong đợi tương lai lo cho con được đầy đủ. Được biết, vợ của anh tên là Lê Yến Phụng, cô nàng xinh xắn sinh năm 1993, đang mang bầu ở tháng thứ 5. Cô là người luôn đồng hành và ủng hộ Thái Vũ trên con đường nghệ thuật mà anh theo đuổi. Trên trang Facebook cá nhân của mình, cô nàng cũng thường xuyên tự hào về những khoảnh khắc hạnh phúc bên người chồng, một người nghệ sĩ được lòng của biết bao người hâm mộ. Đặc biệt, hành động của Thái Vũ Pháp TV dành cho Jack mới đây đã được lòng của tất cả các fan đóm nói riêng và đặc biệt là những người khán giả yêu mến Jack nói chung. Hy vọng rằng trong tương lai, tình cảm bền chặt giữa Pháp TV, giữa Thái Vũ và Jack sẽ luôn luôn gắn bó với nhau. Và có thể một ngày nào đó, Jack sẽ tham gia vào nhóm của Pháp TV hoặc là họ sẽ có những sản phẩm chung về âm nhạc với nhau. Đừng quên, Thái Vũ Pháp TV cũng từng là một rapper. Để có thể cập nhật những thông tin mới nhất, mời các bạn nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Ngọc Ánh Nguyễn ủng hộ mình các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.